Rồi qua trái xíu. Rồi ngồi xuống đi bạn. Rồi mở mặt nạ ra đi hai bạn ơi. Chào anh. Chào bạn. Hai người đã ngồi vào vị trí của mình rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu to rõ lên để cho đối phương có thể nghe được những thông tin cá nhân của mình. Rồi mời bạn trước. Vâng, em xin chào chương trình. Chào chị Cát Tường. Và em tên là Đào Quang Một. Đào Quang Một. Dạ. Wow, tên lão quá vậy. 34 tuổi. 34 tuổi. Hiện là công nhân của công ty bên ngành nhộm gì? Nhộm vải. Nhộm vải. Mình là quê ở đâu? Dạ, quê em là ở Quảng Nam. Rồi mình hiện giờ mình đang làm việc ở đâu, sinh sống ở đâu? Dạ, em đang làm việc tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đang ở Bình Tân, làm việc ở Bình Tân luôn. Dạ vâng. 34 tuổi. Anh Quang Một là có một mình anh làm quan thôi đó. Rồi tới phiên mình giới thiệu ạ. Em chào chị Cát Tường, chào chương trình, chào bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Mai Hương, đến từ Thanh Hóa và hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, mình ở quận mấy em? Dạ em ở quận 5. Quận 5, mình đang làm công việc gì? Em là kỹ thuật viên xét nghiệm. À, xét nghiệm là xét nghiệm máu hả? Dạ đúng rồi chị. Làm ở bệnh viện nào? Dạ em làm ở bệnh viện quân y 7A. À, hiện tại em đang sống với ai ở quận 5? Dạ hiện tại thì em đang sống một mình. Còn mình là mình sống với ai? Dạ em thì em đang sống ở đây với một mình nè. Cũng sống một mình luôn? Dạ vâng. À, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Nói lớn lên nè. Em thì biết nấu ăn nè, mọi người đều khen là ngon. Khen ngon, ví dụ như những món gì, mình nấu được những món gì ngon? Em hay nấu lẩu gà, hoặc là bò thì em làm được bò bắp thấu, hoặc là bò trộn hai chuối đồ. Nói nghe chảy nước miếng ta, học từ đâu? Từ nhỏ thì ở nhà cũng hay nấu ăn. Rồi lớn lên thì cũng có học hỏi trên TV nhiều. Có ý định mở quán ăn không? Tại vì mấy cái món anh nói không phải là món ăn gia đình, mà món ăn nó toàn thấy là đa số món ăn ở tiệm không à. Dạ. Đúng không? Em thì ước mơ thì cũng muốn mở một cái quán. Có ước mơ mở quán hả? Dạ vâng. Wow, nói chơi mà trúng thiệt. Biết đâu ha, cố gắng tích lũy thêm nhiều món rồi luyện tay nghề, biết đâu thành ông chủ quán ăn sao. Mình mở nhỏ nhỏ trước rồi từ từ mình lớn lên ha. Rồi còn điểm yếu? Em thì ít nói. Ví dụ như gặp người mà lạ thì em ít khi mà bắt chuyện trước. Quen rồi thì nói. Dạ đúng rồi. Nếu như quen rồi thì tiếp xúc lâu rồi thì có thể là giao tiếp rồi là chưa có cởi mở. Thế còn mình thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì em? Điểm mạnh thì em cũng không biết em có điểm mạnh gì. Cái gì cũng biết một chút chứ không có giỏi. Ừ. Vậy còn điểm yếu? Điểm yếu thì là khá nóng tính, thẳng tính. Nóng tính, thẳng tính. Dạ. Tình trường mình thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà nói chính thức thì chỉ chắc có một ạ. Còn gian dở thì là hai. Vì chính thức một, gian dở hai là sao? Tính cả mối tình đầu tiên là chưa có đi đến đâu cả. À, coi như dạ. Là nghĩa như mối tình thời trẻ phải không? Dạ. Là quen được bao lâu? Được khoảng một tháng vậy. Trời ơi, cái gì mà có một tháng vậy? Là mối tình đó là không tính đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái mối tình thứ hai quen được bao lâu? Dạ cũng gần một năm ạ. Gần một năm. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Em có cảm giác như em không được người ta quan tâm. Nhiều khi mình buồn mình chia sẻ, người ta không có quan tâm lại á. À, rồi ai là người nói chia tay trước? Dạ em ạ. Khi em nói lời chia tay thì phản ứng anh sao? Anh buồn, anh năn nỉ em quay lại. Mà em có thương anh không? Hay là tại vì em cảm nhận, em nhạy cảm quá? Chắc là lúc đó cũng trẻ quá nên là nông nổi quá. À, chia tay cách đây bao lâu rồi? 4 năm rồi đấy. 4 năm rồi? Dạ. Vậy sao 4 năm gần lại đây không có mối tình nào khác nữa? Chắc là do tính chất công việc. Sếp em hay nói là đến thì đi từ tầng hầm gửi xe lên đến lầu 1, chiều tan làm từ lầu 1 xuống tầng hầm đi về không gặp ai. Ủa vậy là ông sếp em cũng mê em hả? Dạ đâu có. Cái mắc mớ gì mà ông bắt em từ ở dưới rồi đi lên tới ở trên rồi ở trên đi xuống ở dưới? Dạ tại vì khu của em là xét nghiệm là khu riêng biệt đó chị. Mắc mớ gì đi làm thôi, tự nhiên cái gì ông sếp kêu từ đi cần xe đi lên tới trên rồi. Dạ, đi về rồi đi ra khỏi bệnh viện rồi cũng không quen ai, cũng không ngó nghiêng ngó ngửa. Dạ đúng rồi. Cũng ai để ý mình. Dạ. Tại em khó tính quá. Dạ chắc vậy đó chị. Em khó không? Dạ có. Ví dụ em khó những cái gì em chia sẻ. Khó ăn nè, ở, rồi có... Khó gì nữa? Ngủ nữa. Khó ăn, khó ở, khó ngủ. Dạ. Mà khó. Khó ăn là khó ăn sao? Em không quen ăn mấy cái món ngọt ngọt. Cái gì mà có chút đường là em ăn không được. À, bình thường ai nấu cho em ăn? Còn em tự nấu mà. À, em tự nấu tự ăn. Dạ. Là nói chung em nấu là không có nêm nếm, là không có bỏ đường. Dạ đúng rồi chị. Chết rồi, bên đây mình nấu lẩu là phải có đường đúng không? Mình nấu đồ ăn phải có chút đường nó mới dịu đúng không? Dạ, em cũng vô đây cũng học theo cách nấu của miền Nam này. Ừ, là có đường đúng không? Về tự nấu tự ăn luôn. Rồi khó ở là khó làm sao? Ví dụ đồ đạc của em để đâu người ta mượn là mang lại chỗ cũ để. Phải ngăn nắp gọn gàng. Dạ đúng rồi. Rồi, còn khó ngủ là khó làm sao?
khi ngủ là em phải tắt hết điện, không ồn thì em mới ngủ được. Trời ơi, cô này cũng khó vậy rồi làm sao đây ta? Nghe ba cái khó của cổ cảm xúc như thế nào? Em thì cũng hơi khó tính một xí, nhưng mà trong ai mà làm kiểu như mà phật ý, kiểu như không đúng ý em thì em cũng hơi cằn nhằn tí thôi cũng xong. Thật ra mấy cái khó đó chẳng qua là mình ở một mình á, mình mới vậy thôi. À, chứ rồi mai mốt mình ở mà có vợ có chồng đi ha, không rồi ngủ được tốt hết là mệt quá là ngủ, làm việc nhiều quá là ngủ, con cái rồi đầu bùi tóc rối hả, tới hồi có cái gì ăn đại cho xong còn lo cho con. Tại giờ sống một mình sướng quá, bớt khó lại chút xíu. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người của em tìm thì tính tình hiền lành một tí. Hiền lành, dạ, nói chung là biết lo gia đình. Rồi, lo cho gia đình là biết lễ phép tới người lớn để là đủ rồi. Ngoại hình? Ngoại hình thì nói chung là em cũng hơi ốm, nên tìm người thì cũng đừng có mập quá là được. Là thích ốm giống mình luôn hay sao? Hay là vừa vặn? Không ốm quá nhưng mà đừng mập quá. À, không ốm quá mà không mập quá. Rồi, thế còn mình tìm một mẫu người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Về ngoại hình thì ưa nhìn một chút xíu. Không hói, không mắt một mí, không trăng hô. Chiều cao thì cao hơn em một chút, khoảng 1m7 trở lên. Còn gì nữa không? Mình lỡ bằng tiếng mình khó tính rồi mình đưa luôn 1 lít dài luôn. Cho ta sợ chơi. Nhiều lắm chị. Nhiều lắm hả? Đáng dạ. Lẽ không nhớ hết phải viết ra giấy. Dạ. Đó. Không hói, không mắc một mí, không hô, cao 1m7 trở lên. Nãy giờ nghe tiêu chuẩn của cổ anh thấy mình đạt được tiêu chuẩn được nhiêu phần trăm? Mấy cái kia thì đạt nhưng mà cao 1m7 thì em có mấy sáu mấy à? Mấy sáu mấy? Mấy sáu tư. Mấy sáu tư à? Được hết chứ có cái này có mấy sáu tư à? Không hói, không hô, mắt có mí, cao 1m64. Rồi, nói đùa chứ cái đó là tiêu chuẩn mình đặt ra thôi. Dạ. Còn khi mà mình nhìn mặt nhau là ăn thua, có cái điện chạy qua, có cảm xúc hay không, cái này khó nói lắm, không có cái tiêu chuẩn. Dạ. Gì trơn trọi á. Có nhiều người trời ta nó ghét của nào trời tao của nấy nữa. Cho chị coi hình ảnh của em coi. Dạ. Trời ơi, tôi nhìn hình đây mà tôi đoán mà không ra nổi luôn á. Rồi tìm đi em, trong bốn cô gái ấy là sẽ có cổ ha. Tìm đi em, có ảnh ở chổng luôn đó. Mình coi mình nhìn mình có cái cảm giác, cái giác quan với cô nào không? Nghe người này nói thì em có thể dự đoán được. Gì? Chưa thèm nhìn hình tôi dự đoán được. Ai đâu? Em đoán là người đứng thứ hai. Nào? Người đứng thứ hai. Sao đoán người đứng thứ hai hay vậy? Dạ. Lý do em gì mà em không cần nhìn hình luôn mà em đoán được cái cô đứng thứ hai? Chắc em cũng khá cao. À. Em muốn tìm một người là cao 1m7. À, vậy thôi đó. Dạ. Hay dữ ta. Suy luận hay quá. Rồi em. Em thì chắc anh này quá. Sao chọn anh đó? Cảm giác thôi chứ chị. Ảnh nãy anh nói ảnh hơi ốm. Ảnh cao 1m64 à. Nó suy luận á, đứa em chọn vô cái ông cao cần 1m8 dữ vậy. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra ha. Hai bạn hãy nhìn qua cái cánh cửa trái tim này để xem coi cái cảm nhận của mình ngày hôm nay khi mà lần đầu tiên gặp nhau có đúng hay không nha. 1, 2, 3. Chào. Thường mình thấy là bạn gái khi nào cũng nhạy cảm hơn bạn trai, mà lần này bạn trai có vẻ chính xác hơn bạn gái. Không cần nhìn hình em luôn, đưa qua nhìn vô cái chỉ ngay trung thóc. Đoán là tại em cao, tại vì em đòi bạn trai cao cho nên ta tự đoán em cao. Còn trong khi em chọn xa bé đâu giờ chọn lại coi ảnh đâu. Chắc đây quá. Đó, bạn trai rất là hay ha. Bây giờ bạn gái chọn sai rồi, bây giờ có bị phạt gì không ta? Em biết hát không? Em hát tặng ảnh một bài, tặng một đoạn thôi, coi như là hình phạt. Em không thuộc lời nhiều đâu. Kệ, hát vài câu thôi. Vỗ tay cho cổ một cái khích lệ cổ nè. Em xin hát một đoạn trong bài Ngày Trưa Giông Bão. Rồi. Khi anh qua thung lũng và bóng... Tôi mới phải mất tiêu. Thôi cho nợ nha, chút xíu nữa nhớ rồi mình hát nha. Bây giờ chị Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức với món ăn ngon của nhà hàng Mr. Light. Mình vừa ăn, mình vừa thưởng thức rồi mình trò chuyện với nhau ha. Trò chuyện cho nó thoải mái rồi ít phút sau chị Tường sẽ quay lại. Các Tường mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô, bánh xếp hẹ chiên và dầu cháo quẩy nhồi tôm chiên giòn của nhà hàng Mr. Light. Hai bạn vừa ăn vừa trò chuyện với nhau tự nhiên nha. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ, xíu nữa chị Tường quay lại liền. Dạ. Rồi, ăn đi cưng. Dạ. Chào mời anh. Vâng, mời em. Anh có gì muốn hỏi em không? Em vào đây lâu chưa? Dạ, cũng 7 năm rồi ạ. 7 năm. Dạ, mình làm việc ở trên Bình Tân hả anh? Đúng rồi. Em năm nay nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 ạ. Anh có gia trưởng không? Không, anh thì không gia trưởng. Em rất thích người con trai Quảng Nam.
Em thì em không phân biệt vùng miền, chủ yếu là cảm giác của nhau thôi. Có tình cảm thì tới, nhưng mình thích thì là mình tới. Anh cũng không quan trọng nhiều. Một người sống thiên về tình cảm. Dạ. Chứ vật chất thì anh có thể là không có lo đủ cho em, nhưng mà ý là về tình cảm thì có thể là có thể bù đắp lại cho em còn đó. Ví dụ như mình có tiến tới với nhau thì anh lo được gia đình, lo bên nội bên ngoại vậy đó. Cái đó thì có thể mình không được khá giả thì mình lo theo cái kiểu dạ. Như là ví dụ như sau này hai đứa mình đến với nhau, nếu mình có con có cái thì mình trước tiên mình chắc mình phải lo cho con cái mình ạ. Rồi lo cho cuộc sống của mình. Có dư giả thì gửi về, lâu lâu gửi về cho ba mẹ, dù có dịp gì đó thì hoặc ba mẹ cần tiền làm cái gì thì có thể mình tích góp mình gửi cho ba mẹ. Thì vấn đề đó cũng không có gì là anh nghĩ là bình thường. Trời ơi, tôi cho hai người thời gian tâm sự mà cô nhìn ra cô cầu cứu tôi chi trời. Thì khổ ghê vậy đó. Sao hai người người nào cũng nhút nhát hết trơn vậy, rồi nãy giờ nói chuyện được nhiều không? Ăn cũng không ăn nhiều hết trơn. Mắc cỡ gì không biết nữa à? Dạ, em nói có nói chị rồi em khó ăn lắm. À, dạ. Đồ ăn là lạ là mình ăn không được. Dạ đúng rồi chị. Rồi suốt ngày là chị tự nấu tự ăn vậy thôi. Lâu lâu cũng có thử nhưng mà món nào hợp khẩu vị thì mình ăn, không thì cũng ăn hết lắm. Rồi. Rồi mai mốt là cổ có con, cổ nuôi là cổ nấu con, cổ là con cổ ăn y chang cổ luôn mấy món của cổ thôi đó. À bên đây ba cũng nấu ăn mà, ba nấu cho con ăn à. Chứ nãy giờ hai người đã trò chuyện với nhau nhiều chưa? Mình biết gì cái quan điểm, cái sở thích của nhau hay không? Rồi cái giờ giấc làm việc rồi mình hẹn hò. Ví dụ mình thích nhau thì mình hẹn hò đi chơi cái thời điểm nào? Mình trao đổi thử với nhau coi. Em làm ở đó là cũng cái thời gian có gò bó hay là... Ngoài thời gian trực ra thì hầu như buổi tối là 4 giờ em tan ca. Là một tuần làm 6 ngày. Dạ đúng rồi. Làm thì 4 rưỡi là xong rồi, còn bên dạ. Này mình làm giờ giấc thì sao? Dạ em thì em làm ca 12 tiếng, một tuần ca ngày, một tuần ca đêm. À vậy cũng khỏe. À, một tuần ca ngày, một tuần ca đêm. Nếu ca ngày là mấy giờ đến mấy giờ, ca đêm là mấy giờ đến mấy giờ? Dạ từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng và ngược lại. 7 giờ tối đi làm đến 7 giờ sáng. Dạ. 7 giờ sáng ngược lại. Đó mà cái đó là về cái ngành nãy em nói là gì? Dạ bên em là làm bên vải. Vải nhuộm vải đúng không? Dạ. Anh có bó hoa gửi tặng anh. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà nhỏ muốn tặng anh. Anh cảm ơn. Một sách thở đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Rồi, mời hai bạn ngồi xuống ha. Mình nói một chút xíu về cái tương lai đi. Em có cái kế hoạch gì trong tương lai của mình không? Em thì em có mơ ước thì như đã nói hồi nãy thì muốn sau này thì muốn mở một cái quán nào đó. Quán nhậu hoặc là quán ăn. Em nghĩ cái tương lai này là khoảng bao lâu thì thực hiện được? Có thể trong 1-2 năm nữa. 1-2 năm nữa. Nếu như mà kiểu như vốn ít thì mình sẽ mở một nhỏ. Nhỏ. Từ từ nó lớn dần ra đúng không? Em có ngại làm dâu không? Em cũng không ngại nhưng mà tính em thì thẳng tính với lại không biết cách lấy lòng người lớn. Nên là... Cái vấn đề đây là vấn đề là mình lễ phép, chân dạ. Thành là ok thôi. Còn cái chuyện bây giờ, thời buổi giờ đâu phải như ngày xưa mà này kia không, không có đâu. Nhiều khi em sợ em thẳng tính của em mất lòng bạn chồng rồi sao chị? Thì phải tự nhiên, sao mà sợ, mình càng sợ mình phải càng giữ ý, giữ tứ. Chứ không lẽ giờ mình sợ rồi mình né thì cũng đâu có được. Là con gái lớn là phải lấy chồng là phải theo chồng phải làm dâu, chuyện hết sức bình thường. Dạ. Em muốn định cư trong này luôn, lập nghiệp trong này hay muốn về quê? Sau này hai người mới có thành đôi á, vợ mà có muốn ở đây thì mình sẽ làm lập nghiệp ở đây. Còn không thì về quê thì em vẫn có đất thì về làm kiếm vốn về mình xây nhà ở một quê mình nữa. Nói chung là mình ở đâu cũng được, ở đâu đất lành chim đậu đúng không? Dạ. Ở đâu mà kinh tế mình phát triển, kinh tế mình ổn định thì mình ở. Nhưng bây giờ chị Tường cho hai bạn bóc mấy lá bài nha. Mời các bạn bóc một cái lá bài trong này ha. Đọc lớn cái yêu cầu ở trong đó xong mình thực hiện. Hãy bế bạn gái và đứng lên ngồi xuống 5 lần để chứng minh sức khỏe của mình. Trời ơi, khổ bạn trai tôi quá à. Giờ sao, có sức khỏe không? Đó, đứng lên thể hiện sức khỏe rồi nè. Bây giờ tôi giảm cho 3 vòng thôi. Bạn gái này cũng hơi đô à. Rồi mời bạn qua đây. Rồi mình qua đi ha. Thích nấu ăn mà tướng hơi nhon. Đó, rồi bạn gái đứng lên thử coi. Rồi có xứng đôi không? Đó, bạn gái hơi đô hơn mình nha. Đô thôi chứ không cao hơn đâu. Bạn trai vẫn cao hơn nhiều mặc dù bạn gái mang giày cao gót. Rồi, đâu tôi đọc lớn lên lại coi nè. Hãy bế bạn gái và đứng lên ngồi xuống 5 lần. Đó giờ em ẵm bạn gái em đứng lên ngồi xuống 3 lần thôi nổi không? Tôi nghi hâm quá à. Ẵm đi 3 vòng thì được chứ đứng lên ngồi xuống sao đứng lên nổi đúng không? Có thể đổi. Đổi gì? Cõng, ẵm,
Muối gì? Đổi là bài được gì? Không được. Bây giờ ẩm đi, mình ẩm lên vậy nè, thử coi nổi không. Nhưng mà chị thấy cổng là nhẹ hơn á. Bây giờ cổng hay sao em? Dạ. Cổng một vòng thôi được rồi. Rồi, cổng đi, nhanh. Em không quen tiếp xúc cho lắm. Giờ cho bóc lại cái khác nha. Dạ. Rồi, cho bóc lại cái khác. Rồi, cho anh bóc trước đi. Anh bóc đi. Bạn nghĩ sao về quan điểm tình một đêm? Về chỗ ngồi suy nghĩ, trả lời, cái này hay á. Dạ. Rồi. Theo quan điểm của em là nếu như một người nào đó mà suy nghĩ đến vấn đề tình một đêm thì theo em nghĩ cái người đó chỉ là người chơi qua đường, không phải là tìm hiểu hoặc là không có mục đích là tiến xa đến hôn nhân. Em có chấp nhận kiểu như vậy không? Nếu thực sự người đó đến với em thì em sẽ không chấp nhận. Còn em quan điểm như thế nào? Em thì em không thích kiểu tình một đêm. Kiểu như mình bữa đó đi chơi, đi tiệc tùng sinh nhật, đi bar, đi quẩy gì đó, cái thích quá, cái rồi đi với nhau một đêm vậy thôi. Dạ không chị. À, không đúng không? Dạ. Rồi giờ tới phiên em bóc nè. Rồi hy vọng bóc trúng ý em nha, đọc lớn lên nè. Hãy thể hiện mặt xấu đáng yêu làm đối phương cười. Rồi em làm đi. Dễ rồi đó, hồi nãy cộng ẩm không chịu. Cười cho em vậy được không em? Xấu hay là vẫn chưa xấu? Dạ thôi dạy được rồi, chứ làm xấu nữa thì... Xấu nữa xấu quá. Xấu nữa xấu chạy. Thật ra chơi mấy cái trò chơi phải làm khó mọi người mà để... À, hát. Trả lại bài hát cho tôi. Rồi nhanh lẹ. Bây giờ vỗ tay lại cho cổ đi, cổ lấy tinh thần cổ hát lại nè. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, để khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lão mắn. Anh trời, mình hát mình để xa xa rồi mình nhìn lên mình hát đi chứ mình cắm vô cái điện thoại gì sao được. Dạ tại mắt em bị cận á chị. Ôi dồi, nhưng mà em đã thuộc bài này rồi, em chỉ lý sơ sơ thôi. Dạ em không có thuộc đâu, em bài nào cũng biết nhưng mà không có thuộc lời. Rồi vậy thì em để điện thoại cao cao lên xíu. Dạ. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi báo qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Hết muôn sầu. Trời ơi, tôi chán hai người này dễ sợ, hai người này xứng lắm nè. Cái gì cũng rề rề ra ra, cái chút không thì trời ơi là trời. Thôi được rồi, bây giờ nè, chỉ cho hai người một cơ hội nữa. Hai bạn nhìn nhau 30 giây, rồi hãy nói cho đối phương nghe cảm nhận hiện tại của mình trước khi tao quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ tiếp xúc với em thì thấy em tính cách cũng hiền lành, cũng giống như mọi người anh đang tìm. Bây giờ là nhìn vậy thôi, chứ mốt về là biết giữ, là giữ như cọp vậy đó. Tính tình có thể mình thay đổi, vì nhau mà có thể mình thay đổi. Mong thì đã đến với đây thì cũng là một cái duyên. Nên em mong em thì cũng cho nhau cơ hội mình tìm hiểu. Dạ. Nãy giờ nói chuyện với anh thì thấy anh khá rụt rè. Đúng rồi, anh thì người... Nha. Em thì bản tính thì gặp người lạ thì em cũng ít nói nữa. Mà hai đứa ít nói nữa thì cũng cay à. Nhiều khi ở đây rụt rè, tại có như Tường ngồi đây với nhiều máy quay quá, chứ biết đâu có hai người hẹn hò riêng thì lại nó không có như vậy. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Tường, nếu đồng ý thì chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm, nếu mà không đồng ý chúng ta lấy tay ra nha. Mời hai bạn. Rồi nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi mời em qua bên đây đúng với em trai. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Ngày hôm nay các bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời hai bạn. Nắm tay, nắm tay. Muốn hẹn hò thì để coi là cách chị giao tiếp và nói chuyện như thế nào á. Dạ mời chị giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nha. Chị tên là Nguyễn Thị Thanh Đức. 43 tuổi, ở Bảo Lâm, Lâm Đồng. Nguyễn Thị gì ạ? Thành Đức em. Thành Đức. À, chị đang sống ở Bảo Lộc đúng không ạ? À, đúng rồi em. Rồi, chị làm nghề gì? Chị làm cấp dưỡng ở trên trường nội trú em. Cấp dưỡng? Nấu ăn em. À, dạ. Nấu ăn trên trường nội trú. Rồi chị cho em biết về cái mức thu nhập hiện tại của mình mà là bao nhiêu ạ? Chị thu nhập ít chỉ được 5 triệu một tháng em.
5 triệu rồi. À, bây giờ chị giới thiệu giúp cho em, mà trường ở đó là trường dành cho tiểu học hay là trung học hay là như thế nào ạ? Trường cấp 2 em, trường dân tộc nội trú cấp 2 em. À? Lớp Dân 6, tộc. lớp 6 cho đến lớp 9. Dạ rồi. À, chị nếu vậy thì chắc mình cũng hay ca hát cho các bạn học sinh ha. Không em, chị ít mấy cái đó chị ít lắm, do chị mình chỉ nấu ăn thôi em, nấu ăn rồi mình chia thức ăn rồi cho mấy em thôi. Dạ rồi. Nhưng mà mình có ca hát hay tài lẻ gì được không chị? Không chị ít lắm, chị nhát nhát chị không 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 biết không ca hát đồ nhiều đây. Dạ. Giờ chị giới thiệu giúp em về cái điểm mạnh điểm yếu của mình nha. Chị là hướng nội á, là chị hơi nhút nhát này, còn ngoại giao là chị cũng ít nữa, vì chị chỉ nói chung là Sao ạ? chị hơi Dạ. nhát á. Điểm mạnh của chị chắc là nấu ăn ngon ha. Cũng được em, Dạ. Nhưng mà do chị nói chung chị nghĩ là mình có một cái điểm mạnh gì mà khiến cho người ta ấn tượng về chị không? chị cũng không biết nữa, do chị cũng cũng ít đi đâu gặp nhiều người đó, chị cứ nên chị cũng sống cũng bình thường, chị không cái không có điểm mạnh gì nữa. Dạ. Điểm mạnh ở đây là ví dụ như là về tính cách của chị đi, chị về tính cách ở ở nhà nè. Ví dụ như là chị dọn dẹp sạch sẽ, người gọn gàng này nọ, đó cũng là một cái điểm mạnh. À, vậy cái đó là chị như nhà cửa rồi thì dọn dẹp rồi là ngăn nắp là có em. Dẹp ngăn nắp ha. Rồi. Điểm yếu của chị là nhút nhát nè, hướng nội nè, mình còn điểm yếu gì nữa không ạ? Nói chung là chị run lắm, nếu mà chị hơi run á, trước trước nhiều người là chị hơi run. Dạ không sao mà mình tỉnh nè. Rồi, À, bây giờ chị giới thiệu giúp em về cái tình trường đi. Chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? chị ít không có mối tình nào luôn. Lúc mà chị đi học xong, đi học thì cũng bạn bè bình thường thôi, rồi rồi xong rồi chị học thi đại học rớt rồi chị lấy chồng, để chị ấy đang Ủa chị là có chị đã lấy chồng rồi đúng không? cái cớ Tại chị vì chưa em một nghe là chuyện. chị nói là chị không có mối tình nào, em hết hồn. Nhưng sau đó chị nói Xong là chị thi đại học rớt cái là chị lấy chồng luôn, là chồng gần nhà chị luôn đó. Rồi cái được có bé chị được 7 tuổi thì anh mất, rồi chị cứ đi làm vậy chị nuôi bé chị cho tới lúc bây giờ nó đang học đại học năm cuối rồi đây. anh mất về cái về vấn đề gì vậy chị? Đi đi làm xong rồi tập bơi ấy. Tập bơi trong cái hồ tưới nước cà phê với mấy anh em bên phía chồng á. Tập Ừ, mất bơi, luôn. tập bơi À, sau đó bị giờ bị đuối nước hả chị? đúng rồi em. Mà lúc đó là người ta không phát hiện hay sao chị? Do có đông đông anh em nhưng mà không có ai biết bơi hết á. Lúc mà đi kêu được người thì ảnh lại bị chìm luôn mất rồi. Trời ơi. Mà bơi đó là bơi hồ bơi hay là như thế nào? Cái hồ để tưới múc múc để tưới cà phê đó em, ở trên chị là có cà phê á, xong là mỗi nhà họ trong rừng họ không có nước là họ múc một cái hồ để mình tưới nước tới mùa khô là mình tưới em. Dạ. Rồi vô cái hồ đó tập bơi. Là đi làm xong là trưa cái mấy anh em đi xuống tập bơi mà không ai biết bơi hết. Mà lúc Anh đó gần ra chị lúc đó à, chị đi làm chị không có trong đó, chỉ có mấy anh em bên chồng à. anh mất được bao lâu rồi chị? À, từ năm 2009 đó Dạ. em. Dạ chia buồn với chị ha. Rồi chị cảm ơn em. 509. Mà chị cho em biết là chị kết hôn là từ năm bao nhiêu ạ? À, chị kết hôn là năm năm 2013
2001 em, 2001 là chị kết hôn cuối năm 2001 á, xong rồi năm 2003 là chị sinh con bé chị. Rồi, bây giờ mà em không biết là mình đã thực sự bây giờ là mình đã quên những cái chuyện cũ và bây giờ mình đang muốn hướng tới một cái người mới để có một cái tương lai mới thực sự đúng không chị? Hay là trong lòng chị còn cái gì nữa? Thật sự nói thật với em là chị cũng trông cho nhiều nhiều biến cố lắm, chị nhiều biến cố lắm nên chị trông cho bé chị là chị chỉ trông hy vọng tương lai ở nó thôi. Xong rồi cái này là chị họ của chị á, cái chị cứ hay tìm người này người nọ chị cứ giới thiệu cho chị đó, nhưng mà chị kêu là tứ tuổi này rồi, bây giờ mình cứ đi làm biết rồi cũng không có thời gian, bây giờ cho có một mẹ một con nên chị cứ tập trung để làm cho con bé đó nên cũng không có thời gian để hẹn hò hay là này nọ nữa, cái là chị đăng ký cho chị đó nên chị cũng ngán lắm, nên Thôi chị cứ kêu là mình cứ đó mạnh dạn thử ha. đó chị cứ kêu là mạnh dạn cứ cho mình một cơ hội đó, để nếu mà được may mắn mà gặp người nào thì tốt thì mình làm bạn bè với nhau cuối đời, còn không thì không có duyên thì cũng làm bạn bình thường ấy. Chị cứ nói chị vậy rồi xong thì chị cũng nghĩ vậy, nhưng mà nhiều lúc mà khó khăn quá là chị cũng nghĩ đến như vậy, nhưng mà lúc xong rồi cũng cầu mong là bình yên thôi. Nói về điểm mạnh, chị có một điểm mạnh là chăm sóc mấy em nhỏ đó, nhưng mà là chị cũng xảy ra một biến cố nữa nên nên chị không dám nhắc tới cái vấn đề đó nữa. Dạ không sao ạ. Rồi. Lúc trước là chị giữ trẻ, chị giữ trẻ cũng được mười mấy năm á, xong là cái năm 2020 vừa rồi á chị nhận một em bé, là em bé đó cũng gia đình khó khăn lắm là chị cũng không nhận, chị nó ở xa chị quá là chị sợ nó nhiều khi bệnh hoạn là mình không biết kịp á, vậy mà mẹ nó cứ năn nỉ xong chị cũng thấy tội hoàn cảnh đó cái chị nhận nó, mà lúc từ từ lúc buổi sáng xong cái mới tới lúc 2 giờ chiều cái nó đang ngủ cái nó mất ở nhà chị luôn, và từ đó trở đi là chị họ vẫn cho chị giữ tiếp nhưng mà chị không có dám, không không có duyên nữa đó, chứ chị thích con nít lắm nhưng mà cuối cùng là mình thấy duyên rồi. Rồi bây giờ mẫu bạn Chị trai lý tưởng mà chị mong muốn là như thế nào về ngoại hình đi ạ? cũng mình thì cũng không có ấy gì nên chị cũng thích, chị cũng chỉ nghĩ là bình thường thôi, cũng không cái ấy lắm đâu rồi. Là chị quan trọng đúng không? Nhưng đó rồi cuộc sống thì trải qua nhiều biến cố rồi nên chị cũng chỉ mong cho hiểu thấu hiểu với nhau, thông cảm với nhau rồi là mình được đó chị vậy á, cứ nương tựa với nhau vậy thôi. Rồi, à, tôi hiểu, thông cảm, nương tựa vào nhau nè. Anh ấy ở đâu thì được ạ? Do chị ở ở chị nhưng mà là chị có ba mẹ già nữa, ba mẹ cũng ở bên cạnh nữa đó, nên đợt mà chị con bé chị đi học đại học là chị cũng muốn lên Sài Gòn để chị gần gũi với nó đó, nhưng mà còn có ba mẹ già nữa nên nên chị nói chung là chị cũng thích ở gần cha mẹ mình đó để có tuổi xế chiều rồi mình lo, mà cái đó cũng tùy duyên đó, chị cũng không không biết xác định là ở đâu được nữa. Ở gần gần Đà Lạt, Bảo Lộc là được đúng không chị? À, Bảo Lộc cũng được Chung em hoặc là ở à, xung quanh thành phố Hồ Chí Minh được không? cũng được được em Dạ rồi, ok. Tuổi tác thì à. như thế nào? Anh ấy bằng lớn hơn chị hoặc là bằng chị hay là sao ạ? Ừ, cứ bằng chị hay lớn hơn là cũng được em Rồi anh ấy cùng hoàn cảnh với chị được ha? à, nếu mà được cùng hoàn cảnh thì tốt ha. Chị cũng cũng trông cho vậy. Dạ rồi, ok.
Về nghề nghiệp thì chị có yêu cầu gì không ạ? Thì chị do mình cũng chị thì kinh tế chị cũng không mấy rồi nên thì chị cũng trông cho ảnh là cũng có việc làm thôi rồi đó, mình mỗi người có việc làm với nhau là ổn định thôi, chị chỉ trông lại. Rồi, thì đây là một buổi casting mà muốn hẹn hò thôi. Thì nếu mà tụi em kiếm được một người mà phù hợp với chị á, thì sẽ có một người làm việc với chị sâu hơn hả chị ha? À Dạ. để chị xin ý kiến luôn nghe, nếu mà chị cho chương trình mà cho chị cơ hội á, nếu mà chị có được cơ hội đó thì sắp xếp cho chị lúc hè á, nếu mà được đó thì chị lúc hè, chứ còn còn lúc bình thường là chị đi làm chị không được nghỉ. Dạ, rồi. Rồi chị cảm ơn em nhiều nghe. Dạ chị. Rồi chị chào. Giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc. Dạ, mời chị nhá, chị cứ tự tự chủ động giới thiệu ạ. Mình đây tên đấy, tên thì là Lê Thị Thanh Tân, sinh năm 1973, Rồi. quê quê quán thì ở Văn Giang Hưng Yên, thì gia đình thì sinh sống ở trên Tuyên Quang, còn hiện tại bây giờ thì mình đang sống ở Hà Nội đúng Rồi. không? Đúng Công không? việc của chị Thanh Tân là gì? Hả? Công việc của chị á? À, chị năm kế toán. Hiện tại chị còn vẫn đang làm kế toán đúng không? Vâng. Chị làm kế toán cho công ty nào? Làm toàn doanh nghiệp thôi. Làm kế toán cho doanh nghiệp. Hiện tại là doanh nghiệp của chị là doanh nghiệp như nào? Doanh nghiệp của chị về nói chung là chị làm nhiều chỗ cho nên là cũng không diễn tả được hết, cái thể loại nào thì thể loại đó thôi. Rồi, chị ơi, chương trình của em ở là quay ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, thì chị có sắp xếp công việc để bay vào trong này tham gia không? Nếu như mà có thì phải cho lịch trước thì mới biết đường, chứ còn đột xuất thì chắc không 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 được, phải cho lịch trước. Dạ vâng, cho lịch trước chị là cho lịch khoảng bao lâu? Cho chị ngoài Tết đi. Vâng, nhưng mà báo cho chị thì bọn em sẽ báo trước là bao nhiêu lâu á? Báo trước khoảng 1 tháng. Báo trước 1 tháng à? Vâng. Báo trước tuần thôi chứ không, tại vì bây giờ tìm người phù hợp phát là phải báo chị luôn. Thì đã biết thế nào mà phù hợp, tưởng là phải thông tin với nhau thế nào chi làm gì đã biết thế nào mà phù Dạ hợp. vâng, chương trình là phải lên trên lên trên quay hình gặp cái người bạn trai đó chứ không có cho nhau thông tin trước, cái đấy là không đúng. Phải ví dụ chẳng hạn đấy, hôm nay anh gặp bên mình đấy, biết mình là như thế thì xong là hỏi một đối tác nào đó thì biết về đối tác đấy, thì xong là cũng lại truyền qua truyền lại với nhau xem thế nọ thế trai thì mới biết được là như thế nào Chị chứ. ơi, bây giờ là như thế này này, cái lịch của mọi người á, có nghĩa là bây giờ tụi em cố gắng tụi em tìm kiếm những cái người phù hợp với lại các khách mời tham gia chương trình. Nhưng mà 1 tháng nó sẽ có nhiều cái sự thay đổi, ví dụ như về thời gian, về khoảng cách của mọi người. Cái ở đây bọn em muốn hỏi là khi mà chị đã có thực sự chị có nhu cầu và chị có thể sắp xếp công việc để chị bay vào trong Sài Gòn để chị tham gia chưa? Tại vì đa số như bọn em chốt được lịch với khách mời, bọn em chỉ chốt được tối đa là 1 tuần thôi. Rồi, thế nhưng mà ý đang nói là ví dụ chẳng hạn mà bạn bảo là mình vào đó xong là để xem gặp một ai đó thì phải xem cái người đó nó như thế nào, thì có gặp hay không gặp. Không, tức là chúng em sẽ chỉ có để cho các bạn gặp nhau tại sân khấu của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi, mình không có gặp trước và mình ghi hình sau. Thế thì mình Nói phải chung biết là được được ăn cả ngã về không. còn cái người mà không đáng gặp thì gặp làm gì cho mất việc của tất cả mọi người ra. Thì bây giờ bọn em mới hỏi chị này, bọn em chương trình của bọn em là chương trình mai mối thực tế, bọn em không có cho nhân vật biết trước thông tin của đối phương. Tại vì nó là chương trình mai mối thực tế. Mà biết được người ta là ai đúng không, Thì bây giờ kể cả chị biết đưa ra yêu cầu tiêu chí của chị. Bây giờ tụi em có 2 cái cần chị xác nhận. Một á, là chị có thể vào Sài Gòn để chị tham gia chương trình hay không. Nếu như chị có thể sắp xếp công việc chị vào Sài Gòn chị tham gia chương trình được, thì chị đưa ra cái tiêu chí lựa chọn bạn trai của chị. Chương trình sẽ dựa vào đó để chương trình tìm kiếm một người phù hợp với chị. Nhưng cái mà chương trình đảm bảo cho chị nó chỉ rơi vào mức độ khoảng là 60% thôi. 60% ở đây là cái mà ban biên tập nhìn được bằng mắt thường của bọn em. Còn 40% còn lại là cái cảm nhận của hai người khi hai người gặp nhau như thế nào.
Không, ý mình đang nói là giả sử ví dụ mà theo kiểu kết nối như thế thì phải bây giờ mình ví dụ chẳng hạn trên trang Zalo mình vẫn đang đăng ký đó thì mình sẽ ghi là tiêu chuẩn hoặc là yêu cầu của mình là như A, như B, như C như thế. Nếu như có như vậy thì ghép vào, còn nếu như không có thì thôi. Nhưng chứ bây giờ cứ vu vơ ấy, xong là gặp xong chả giải quyết việc gì thì đi làm gì cho mất việc. Như thế thì chị không có sẵn sàng để chị tham gia chương trình đúng không ạ? Có nghĩa là cũng có sẵn sàng, thế nhưng mà nó phải theo một cái kiểu gì đó chứ không phải theo kiểu Thì như bởi vậy kiểu tụi vậy. em mới đang phỏng vấn chị để chị đưa ra tiêu chí để bọn em chọn người cho chị này. Rồi đấy, nếu như Nhưng mà chẳng tiêu hạn chí ở theo kiểu tiêu chí mà chị muốn là thế nào thế kia mà bên em cũng có bảo chị là đấy có người nọ người kia như thế thì xong mà để chị còn được biết là như vậy thì lúc đấy thì mới gặp mặt, thì nếu không gặp làm gì cho nó mất việc ra ở đấy, ý vậy. à, dạ rồi. À, em nói rõ cái này để mình hiểu nha chị ơi. Có nghĩa là cái phù hợp ở đây á, là bên em có một ban tổ chức chương trình, tụi em sẽ phải họp với nhau dựa trên các tiêu chí của cả hai bên đưa ra, và cái gì nhận cái sự hợp ở đây là ban biên tập người ta nhìn thấy người ta hợp, chứ tụi em sẽ không cung cấp thông tin cho chị trước. Thế thì làm thế nào để biết được tiêu chí chị cần như thế nào? Chị nói đi, bây giờ chị nói tiêu chí của chị đi. Nói làm sao mà nhớ được, phải ghi chép còn chả nhớ được nữa là nói. Trời ơi, tụi em đang phỏng vấn chị và tụi em đang ghi lại thông tin của chị mà. Tụi em đang ghi lại thông tin của chị để tụi em match chị với lại đàn trai bên kia mà. Tóm lại là với cái thông tin của chị, thông tin cá nhân của chị thì em biết rồi đúng không? Không, tụi em chưa biết gì đâu chị ơi. Cái đấy là cái thông tin mà chị ghi trên giấy, trên trên file thôi. Còn tụi em đang muốn chị chia sẻ để xem cái cách chia sẻ của chị như thế nào. Là kể cả là tiêu chí hay như thế nào đó chị sẽ ghi trên một cái tờ giấy đó chị gửi bọn em, dựa trên đó bọn em tìm tờ giúp chị thôi, chứ còn chị nói trên câu chữ câu nói trên như này thì nó cũng khó em ạ. Dạ rồi, ok chị, thế thì chị cứ gửi lại thông tin đi nhá. Nhưng mà nói chung chung thì thực ra là nói là cái kiểu mà như chị đang nói là hiếm khó đấy, cho nên là chị mới ế bền vững, chứ còn nó mà đơn giản thì chị không ế. Cho nên nó khó. Dạ rồi, ok chị, rồi vậy thì chị có thông tin gì thì chị cứ gửi lại cho chương trình ha. Có Em người gửi phù lại hợp thì chương trình sẽ liên hệ với chị nha. theo ai, theo 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 cái nguồn nào được? Chị đăng ký bằng nguồn nào thì chị gửi theo thông tin theo nguồn đó nhé. Chị đăng ký qua Zalo thì chị gửi qua Zalo, mà chị đăng ký qua email thì chị gửi qua email ạ. Đấy, cho nên là thực ra mà nói mình cũng chưa biết là các bạn làm việc theo kiểu như nào, chứ còn nếu mà quả thật mà làm việc theo kiểu như bạn vừa nói như thế thì mình thấy nó cũng không có một cái gì để mà mang tính chất nghiêm túc cả, mà chỉ là cái Chị chuyện là ơi, tụi em là chương trình Mai Mối Nghiêm Túc và rất nhiều cặp đôi họ đã kết hôn với nhau sau khi họ tham gia chương trình rồi. nếu mà nó Chúng nghiêm em, túc. bọn em là chương trình Bạn Mối Hẹn Hò của anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Rất là nhiều cặp đôi họ đã kết đôi với nhau rồi nha chị. Theo như tôi hiểu là nếu mà nghiêm túc thì phải là người thật việc thật, chứ còn cứ nói trên lời nói với này như thế mà cũng không 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 biết người ta là ai thì có khi cũng khó. Sao chị ha, bây giờ nếu như chị không không có, tức là bây giờ em đại diện của team biên tập Bạn Mới Hẹn Hò, em nói lại với chị một điều nữa là chương trình bọn em là chương trình Bạn Mới Hẹn Hò phát sóng trên HTV, tụi em sẽ ghi hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chị sắp xếp được công việc chị vào tham gia chương trình thì tụi em sẽ tìm kiếm người phù hợp cho chị. Còn nếu như chị cảm thấy là chị không sắp xếp được thời gian và chị cảm thấy là nó hơi bị hoang mang so với chị thì chị cũng có quyền từ chối chương trình bọn em. Thì đấy, chị đang nói chuyện để biết xem là cái cách tổ chức của các em như thế nào, nếu như nó phù hợp được thì chị cũng tham gia. Còn theo buổi bây giờ các em bảo cứ nói vài câu thì là bố trí để cho gặp thì cái cách đó cũng không giải quyết được gì. Dạ rồi, vậy chị cứ cân nhắc đi, xong rồi nếu mà chị cần thông tin gì hay là chị cần liên lạc gì thì chị cứ nhắn lại cho chương trình nha. Rồi, thế thì cảm ơn nhá. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình nha. Có gì mà mình cần thì mình hỏi, đúng không? Thôi, tạm biệt nhá. Rồi, chào chị nha. Ôi, cảm ơn.